Xin chào các bạn, mình mới về cái sản phẩm cùi nhôm để chế cho cái đĩa sau cho xe máy điện. Thì hôm nay mình làm cái clip này để giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách cố định nó vào cái phần bánh động cơ sau của xe máy điện. Thì trước tiên thì mình cũng lưu ý các bạn rằng là ở đây thì chúng ta sẽ phải chọn cái đĩa cho phù hợp. Thì cái kích thước của cái cùi nhôm này, nó khi chúng ta đo từ chân ốc này sang chân ốc bên này thì nó sẽ là 7 cm, và tổng cái bán kính cái đường kính của cái cùi nhôm này nó sẽ là 11 cm. Thì các bạn sẽ phải tìm làm sao được cái đĩa cho làm sao cho nó phù hợp. Thì ở đây mình đang có khá nhiều loại đĩa dành cho xe điện. Cái đĩa mình đang gắn đây sẽ là đĩa của xe dòng xe là 133S, thì đúng vừa zin luôn, vừa ốc và khít luôn. Còn các cái dòng đĩa này nó nhỏ hơn sẽ không vừa. Dòng đĩa này thì hình như là nó có xe Vespa và một số dòng xe Milan các thứ. Thì ở đây mình có cái thước này, mình sẽ đo nào. Như cái đĩa này mình cầm lên mình đo này, thì nó từ tim ốc này sang tim ốc kia nó tầm khoảng 5 phân rưỡi mà thôi. 5 phân rưỡi, nhưng cái này nó là 7 phân cơ. Đây, cái này đúng 7 phân này và chuẩn luôn. Đó, thì các bạn khi bạn gắn lên xe thì tốt nhất là đi tìm một cái bộ phanh đĩa của xe 133S. Thì chế nó sẽ chuẩn nhất. Và đây, các bạn nếu mà các bạn lấy đĩa của xe máy thì khả năng là không vừa được đâu. Bởi vì đĩa xe máy thì như là mình nghĩ là nó có 4 ốc cơ. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái này ra và mình sẽ làm lại từ đầu để cho các bạn thấy được cái cách chúng ta gắn vào. Thì hiện tại mình đang bán cái này ở trên Shopee. Các bạn có thể ấn vào đường link ở phía dưới để mua sản phẩm này. Giá sản phẩm cũng ở cái link ở phía dưới luôn nhé. Các bạn ấn vào link xem giá luôn. Hỏi giá comment mình không báo giá được đâu, bởi vì có thể giá nó thay đổi. Rồi, như vậy là mình đã tháo xong. Trước tiên là các bạn muốn gắn vào đây thì các bạn sẽ phải đưa cái cùi nhôm này vào trước. Thì các bạn phải lưu ý rằng là phải nhét cái cục nở này vào nhá. Cái cục này ấy, thì nó sẽ có tác dụng như này này. Các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái độ vát trên này nhỏ dưới này to. Khi chúng ta đặt vào đây thì khi chúng ta siết ốc thì nó cái cục này sẽ càng ngày càng siết vào, và cái cùi nhôm này nó sẽ bị lở ra. Khi nó lở ra này nó sẽ bo sát vào trong cái bát phanh này. Đó, thì nó sẽ giữ lại và nó sẽ ghim lại ở đây và nó sẽ không bị trượt đi nữa. Rồi khi chúng ta lắp vào chúng ta sẽ bỏ cho nó lỏng ra nhé. Đây, cho nó lỏng thôi, các bạn đừng ấn chặt. Đây, cho nó lỏng thôi. Các bạn nên vặn trước móng ốc vào đây để chống nó tuột xuống dưới. Rồi các bạn phải gõ đều làm sao cho nó khít hết vào cái viền này. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu ấn cái cục này lên. Rồi ấn chắc vào, sau đó tháo con ốc này ra. Rồi các bạn đặt cái đĩa này vào. Đấy. Cái đĩa này vào đúng chuẩn khít luôn. Và điều chỉnh làm sao cho nó vào đúng con ốc. Vào và chúng ta sẽ vặn con ốc ở trên này đầu tiên. Các bạn vặn nhẹ thôi, không nó sẽ tụt cái cục lở xuống.
Chúng ta sẽ vặn đều 3 con ốc vào. Khi bạn vặn thì các bạn sẽ vừa vặn vừa chỉnh, làm sao cho con ốc nó nọt đúng vào cái nỗ, đừng để cho nó bị kênh lên. Các bạn nhớ là chủ yếu vặn con ốc này này để cho nó kéo cái cục lở lên, để cho nó cái cùi nhôm này nó bị nở ra và nó ép vào cái bát phanh này thì nó sẽ cố định được cái đĩa, và khi chúng ta đi tốc độ cao nó cũng không sợ. À, các bạn có thể thấy các bạn có thể thấy là mình đã cố định xong, và đây mình vẫn chưa vặn chắc luôn nhé. Thì khi các bạn vặn thì các bạn phải vặn thật chắc vào. Đấy, mình mới vặn qua mà nó đã chắc như này rồi. Tiếp theo là khi chúng ta gắn lên xe. Ở trên xe là các bạn có thể thấy ở đây có một cái ốc hãm bắt phanh này. Đây này, hãm cái này này. Đó. Thì cái ốc này thì các bạn bắt buộc sẽ phải cắt nó đi. Cắt làm sao cho nó phẳng đi, để nó không bị chạm đĩa vào đây. Và vì không cắt đi thì cái đĩa nó không thể nào đút vào đây được cơ. Đó, khi bạn cắt đi và chúng ta đút bánh vào thì đưa bánh vào và gắn vào bình thường. Khi gắn vào xong thì các bạn sẽ phải gắn cái bánh thật cố định vào, và chúng ta căn khu vực để chúng ta gắn cái pad để giữ heo dầu ấy. Thì cái đấy thì các bạn sẽ phải tự căn. Ở đây thì xe của mình là có xe này mình chưa có chế độ cái gì, nên là mình sẽ chưa làm cái phần đó, và mình cũng chưa có cái bộ heo dầu ở đây để hướng dẫn các bạn. Thì cái đấy thì về các bạn sẽ phải tùy cơ ứng biến thôi. Thì các bạn có thể chế pad và hàn vào, căn làm sao cho cái đĩa nó không bị dơ, nó không bị quẹt vào cái heo dầu quá nhiều thì nó sẽ bị rất là nhanh hỏng cái heo dầu. Rồi cuối cùng là cũng xin chúc các bạn thành công. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau.